chương 71 Đời đời gần nhau Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 71 Đời đời gần nhau nàng là bị nâng ở trong bàn tay nuông chiều lớn lên nguyên đàn quận chúa, là chịu không nổi chút điểm đắng ngụy diệu thấm. Có thế tuân nhuệ cái này người tới giường ở giữa, lại tựa như không hiểu được cái gì gọi là thương hương tiết ngọc. Ngụy diệu thấm cũng không nhớ rõ mình mất mấy giọt nước mắt. Chỉ là ngày thứ hai mơ mơ màng màng tỉnh lại, không chút nghĩ ngợi liền đạp tuân nhuệ một cước. Chỉ là đạp cũng đạp không đi xuống. Khó trách tổng đánh thắng trận. Ai cũng bắt hắn không cách nào. Ngụy Diệu thấm ngồi dậy, vuốt vuốt thái dương, nhìn không được lại mắng hắn. Dị tộc nhân đều giống như ngươi như vậy, khí lực lớn như vậy a. À. Ngước mắt lại chính gặp được tuân nhuệ ánh mắt nặng nề bộ dáng. Ngụy Diệu thấm bây giờ đã phần lớn mò được rõ hắn tâm tư, thấy thế liền biết đây là không nhanh đâu. Ngụy Diệu thấm tức giận nói. vị tộc nhân đều nhanh bảo ngươi giết sạch rồi, ta khác cũng không thấy được. Câu nói này có gì có thể giấm. Tuân Nhuệ lại là lại đưa nàng ôm vào trong lòng. Hai cánh tay hắn tựa như đúc bằng sắt thành, vùng cũng vùng không được. Hắn thấp giọng nói. Có. Ngụy Diệu thấm tức giận đến cắn hắn một ngụm. Các loại ngẩng đầu, liền gặp Tuân Nhuệ ánh mắt lại thay đổi. Ngụy Diệu thấm bận bịu mềm nhũng thanh âm, nói. Ta đau thắt lưng. Tuân Nhuệ liễm ở ánh mắt, trầm thấp ứng tiếng, đưa tay cho Ngụy Diệu thấm cẩn thận ấn một lát. Liền Ngụy Diệu thấm đều cảm giác được hắn toàn thân căng cứng, liền đới có chút cấn lấy nàng, hắn cũng chưa thấy lại cử động làm. Ngụy Diệu thấm cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng không nhịn được đem vạt áo của hắn bắt đến chặt hơn chút nữa. Nếu là trên đời này liền Tuân Nhuệ cũng là lừa nàng, kia chỉ sợ không còn chân tình yêu nàng người. Rất nhiều rồi. Tuân Nhuệ hỏi. Ngô. Tuân Nhuệ đưa nàng ôm, lại mệnh mấy cái dị tộc nữ nhân đánh nước đến, hầu hạ nàng tắm rửa, lại rửa mặt thanh miệng, đổi qua y phục. Sau đó đồ ăn sáng liền đặt tới trước mặt tới. Tuân Nhuệ đưa tay vì nàng đựng canh, thấp giọng hỏi. Hôm qua trước khi đi, Diệu Diệu muốn cùng ta nói cái gì? Nói lên việc này đến, ngụy diệu thấm nhịn không được nhẹ nhàng cười gần một tiếng tuân nhuệ nàng bây giờ càng không thế nào xưng hắn hoàng thượng nàng nói ngươi tại biên thành nuôi nhiều như vậy dị tộc nữ nhân tuân nhuệ động tác một trận cơ hồ là gấp giọng nói bất quá là nuôi đến cấp ngươi làm nha hoàng hầu hạ ngươi không còn ý gì khác hắn nói trong lòng ta chỉ có Diệu Diệu. ngụy diệu thấm muốn cười nhưng lại sinh xinh nhịn được nàng lại nhẹ hừ một tiếng ai cùng ngươi nói cái này rồi ta nói chính là ngươi đưa các nàng nuôi dưỡng ở biên thành xếp đặt đơn độc trạch viện dạy các nàng học biết công phu lại dạy các nàng hiểu ta yêu thích tính nết vì cái gì cái gì tuân nhuệ ngồi ở chỗ đó thân hình ngưng kết sắc mặt ảm đạm không rõ thật lâu không có mở miệng ngươi không nói ta cũng ước chừng đoán được ngụy diệu thấm từ dưới đáy bàn đá hắn một cước Tuân Nhuệ tránh cũng không tránh, hắn ngẩng đầu nhìn chầm chầm Ngụy Diệu Thấm, ánh mắt thâm trầm, nói. Diệu Diệu thông minh, tự nhiên không gạt được Diệu Diệu. Ta trước kia liền nghĩ kỹ, nếu là đại Ngụy hoàng thất âm mưu bị vạch trần, ta trưởng đại Ngụy quyền, có thế vô luận như thế nào đều tốt, Diệu Diệu cũng không chịu liếc lấy ta một cái. Vậy ta cũng chỉ có đem Diệu Diệu bắt đến đây, khóa cả cuộc đời trước. Cho nên hắn sớm chuẩn bị trạch viện, chuẩn bị vô số tỳ nữ, đưa các nàng điều giáo đến khắp nơi đều hợp tâm ý của nàng. Dứt lời, Tuân Nhuệ siết chặt ngón tay. Diệu Diệu đoán được lại sẽ như thế nào? Nàng sẽ nghĩ, tuyển Anna nói không sai, hắn liền là thằng điên sao? Ngụy Diệu thấm tròng mắt nhìn về phía hắn tay, nói. Ngươi muốn đem góc bàn lột xuống cùng một chỗ A. Dứt lời, cũng không đợi Tuân Nhuệ mở miệng, nàng lại xì khẽ nói. Thật muốn khóa, cũng không nên khóa tại biên thành. Ta yếu ớt cực kỳ, nơi nào ăn đến như thế đắng. Biên thành phơi gió phơi nắng ta là chịu không nổi. Nơi này ở một chút thời gian thì cũng thôi đi, vẫn là ở trong kinh rất nhiều, tốt ăn ngon uống thú vị, đình đài lầu các mềm lăng la, đều là ta thích. Ngươi dùng những này mới dỗ đến ở ta. Biên thành thiếu thốn, nếu thật sự vây ở chỗ này, ta chỉ sợ không có mấy ngày liền muốn cùng ngươi trở mặt. Giọng nói của nàng là mắng, nghe vào tuân nhuệ trong tai, lại là cười. Tâm hắn hạ căng cứng dây cung dần dần nới lỏng. Hắn cũng buông lỏng tay, cúi đầu tiếp lấy thịnh canh, vừa nói. Ta không nở khóa dịu dịu. Hắn yêu nàng, từ đời trước đến đời này. Phàm là nàng chịu quay đầu lại, đối với hắn bố thí nửa phần ôn nhu, hắn đều không nở. Huống chi là bây giờ, nàng đã đãi hắn tốt như vậy, nàng đã là hắn dịu dịu. Tuân nhuệ thịnh tốt canh, vững vững vàng vàng đặt ở ngụy diệu thấm trước mặt đồng thời còn đứng dậy đến lại xoay người cúi đầu cực nhanh hôn hạ ngụy diệu thấm môi sau đó mới ngồi xuống lại ngụy diệu thấm liếm liếm môi gương mặt có chút đỏ nàng cúi đầu nhấp một hớp canh hỏi bây giờ sự tình đã xong chúng ta khi nào hồi kinh đâu tuân nhuệ nói đợi thêm một chút ngụy diệu thấm liếc xéo hắn một chút nói nếu là trễ sợ phiền phức Tuân Nhuệ nhìn nàng, dường như nghi hoặc không rõ. Ngụy Diệu thấm liền cũng đứng dậy đi, xoay người cúi đầu hung hăng cắn hắn một ngụm. Lực đạo của nàng lại nơi nào đầy đủ. Nói là cắn, tại Tuân Nhuệ tới nói, ngược lại càng giống là làm nũng thân cận. Tuân Nhuệ thân hình một chút liền cứng lại rồi, phí đi cực lớn khí lực mới nhịn xuống đưa nàng theo vào trong ngực xúc động. Trừ phi những ngày tiếp theo, ngươi đừng có lại đụng ta. Nếu không vạn nhất, ngụy diệu thấm ngừng tạm, trên mặt thiêu đến càng thêm lợi hại, nhưng nàng vẫn là nói ra. Nếu là ta có bầu, còn như thế nào đi đường? Xe ngựa chẳng phải là có thế lắc chết ta. Nàng giọng điệu dữ dằn, hắn lại ngốc tại nơi đó. Là. Là. Tuân nhuệ ngón tay chăm chú giữ lại đầu gối của mình, hắn nói giọng khàn khàn. Diệu diệu nói đúng lắm. Chúng ta lập tức. Lập tức trở về kinh hắn lúc trước liền dịu dịu chịu thích hắn cũng không dám nghĩ làm sao huống là dịu dịu có thai đâu nhưng bọn hắn đã thân mật như hắn còn muốn lại cùng nàng thân mật triền miên liền muốn nghĩ tới những thứ này sự tình lại còn muốn dịu dịu tới nhắc nhở hắn tuân nhuệ rốt cuộc kìm nén không được đồ ăn sáng cũng không cần hắn đứng dậy đi đến ngụy dịu thấm sau lưng đem người lại bế lên chăm chú ôm vào trong ngực liền buông xuống cũng không nở. Ngụy Diệu Thấm gặp hắn giờ khắc này bắt đầu liền cẩn thận, dở khóc dở cười mắng hắn. Tuân Nhuệ ngươi điên ư, nào có hôm qua qua đi, ngày thứ hai liền có thai. Ngươi thả ta xuống. Tuân Nhuệ tự nhiên không nở, qua không biết được hồi lâu, mới nhẹ nhàng đưa nàng thả lại trên giường. Lại phía sau Tuân Nhuệ cũng mặc kệ biên thành như thế nào, những dị tộc kia người ai muốn chết liền đi. Không đợi một cái khác chi đội ngũ đến biên thành, hắn liền lại dẫn ngụy diệu thấm vội vàng hướng kinh thành trở về có lẽ là thân mật hơn sự tình đều đã làm bây giờ ngụy diệu thấm sai sử tuân nhuệ đến là càng phát ra không nương tay làm cho cam hoa vẫn còn rất thất vọng mất mát đúng là không có hắn định nọt cơ hội chờ trở lại kinh thành ngụy diệu thấm đúng là lại béo về trước kia bộ dáng gọi tuân nhuệ ôm vào trong ngực da thịt oánh nhuận mặt mày sinh huy bọn họ không có lập tức trở về hoàng cung, mà là trước lặng yên tiến vào đoan vương phủ bên trong. Ngụy Diệu Thấm đương nhiên sẽ không bài xích, tâm tình còn vô cùng tốt, lúc này mới tính là cùng tuân nhuệ ở chỗ này vượt qua mấy ngày chân chính cuộc sống sau cưới. Một cái khác toa. Triệu Ngọc Tinh tại kỹ tướng quân phủ thượng làm khách, nàng nâng chung trà lên bát uống một ngụm, liền gặp kỹ công tử đi ra cửa cùng ai nói đến lời nói. Triệu Ngọc Tinh cảm thấy hiếu kỳ, không khỏi lặng yên đi tới cạnh cửa đi. Bên ngoài cùng kỹ công tử nói chuyện chính là người nhà họ Hoa. Triệu Ngọc Tinh thấy thế nhíu mày. Hoa gia đại công tử tâm mộ ngụy diệu thấm, thế nhưng là cái mắt mù. Chuyện này là thật. Kỹ công tử đột nhiên cất cao thanh âm, nhưng rất nhanh liền thấp giọng đi. Triệu Ngọc Tinh chỉ mơ hồ nghe thấy được vài câu, cùng loại, trọng thương, về không được, hoàng thượng. Vân vân chữ nhưng những này đã đầy đủ nàng liên tưởng phong phú hoàng thượng trên chiến trường bị trọng thương chỉ sợ không về được Kiên ngụy diệu thấm đâu triệu ngọc tinh lập tức vui mừng trong bụng bước nhanh ra ngoài bên ngoài người bảo nàng giật mình lập tức ở thanh triệu ngọc tinh vội nói kỹ công tử các ngươi đang nói cái gì người ta ở giữa còn phải như thế giấu giếm a à? nàng cả ngày nghĩ đến muốn thế nào trả thù lúc trước bị ngụy diệu thấm cùng ngụy tỉnh viễn nhục nhã thù ai biết rất nhanh liền làm quen kỹ tướng quân công tử dưới mắt chính là tình nồng lúc bởi vì ngày hôm nay mới tới kỹ gia làm khách kỹ công tử đều nói ít ngày nữa muốn tới triệu gia đi cầu hôn kỹ công tử thở dài một tiếng thôi ngọc tinh ta cũng không gạt ngươi hắn nói hoàng thượng tại biên thành thụ trọng thương sợ là không về được hoàng hậu cũng bị dọa bây giờ loạn cả một đoàn, chính hoang mang lo sợ đâu. Hoa gia người nhìn về phía Triệu Ngọc Tinh, lạnh giọng hỏi. Ngươi nghe lời này có thế sẽ nói ra. Triệu Ngọc Tinh luôn miệng nói. Như thế nào đâu. Ta đương nhiên sẽ không nói ra. Nàng khẽ cắn môi, nói. Ta ước gì bọn họ chết tại bên ngoài đâu. Kỹ công tử cùng người nhà họ hoa liếc nhau. Người nhà họ hoa cười ha ha một tiếng. Tốt, ta cũng chính nghĩ như vậy đâu. Kỷ công tử lúc này mới thở dài nói. Từ khi tân đế sau khi đăng cơ, có nhiều khắc khe, khe khắc phụ thân của ta. Có thế phụ thân ta ngày xưa là bực nào có thể làm ra tướng lĩnh, lại muốn bị một cái gì tộc nhân dạng này tha mài. Chỉ có thể hận không thể khởi binh. Bây giờ dạng này thời cơ tốt. Khởi binh. Tựa như tuân nhuệ lật đổ đại ngụy đồng dạng, kỷ công tử cũng lật đổ đại tấn A khi đến lúc đó kỹ công tử chẳng phải là cũng muốn như tuân nhuệ bình thường làm hoàng đế, không không, cấp trên còn có cái kỹ tướng quân. Cái kia cũng nên thái tử A. Triệu Ngọc Tinh chớp mắt liền tâm động, bận biểu hỏi lại. Vì sao không thể khởi binh? Công tử không phải cũng nói đây là cực thời cơ tốt A. Kém một cái tên. Kỹ công tử nói. Phàm là khởi binh, cần ra tay trước hịch văn. Cái này hịch văn còn phải đến tình cảm dạt dào, có thế dẫn được thiên hạ văn nhân phụ họa cân song Đáng hận phụ thân ta dưới trướng đều là một chút người thô kệch, Sao là quân sư Người nhà họ hoa cái này mới nói Ai, cái này phụ thân của triệu cô nương không phải liền là nhất lựa chọn tốt nhất A, à, triệu đại nhân tại văn nhân ở giữa thanh danh có thế hướng tới là có thụ tôn sùng Triệu Ngọc Tinh đầu óc nóng lên, nói Vậy liền để phụ thân ta đi làm là được Kỷ công tử khẽ cười thật sao? chẳng phải là cực khổ rồi ngươi? làm sao lại như vậy? triệu ngọc tinh đã bị ngụy diệu thấm ngày xưa kia vênh váo hung hăng bộ dáng mê mắt, ai nói nàng cả một đời đều phải gọi ngụy diệu thấm đè ép? lập tức, lập tức nàng liền ngăn chặn ngụy diệu thấm. đến lúc đó mẫu thân sẽ còn bảo nàng nhịn một chút à? ta cái này liền trở về cùng ta cha nói. triệu ngọc tinh ngồi không yên, nàng muốn nói cho trong nhà nàng lấy mình chi lực tìm cái tốt vị hôn phu, đối phương là kỹ con trai của tướng quân, kỹ tướng quân A. Kỹ công tử đưa mắt nhìn nàng rời đi. Người nhà họ hoa sau lưng hắn cười nói. Như thế, triệu đại nhân không nghĩ lội vũng nước này, cũng phải lội. Kỹ công tử ứng tiếng. Hắn nơi nào để ý triệu ngọc tinh như vậy điêu hoa lại vụng về, còn không có mấy phần tư sắc nữ tử đâu. Ngụy Tĩnh Viễn không muốn, hắn tự nhiên cũng sẽ không cần nếu thật sự khởi binh thành công, hắn còn muốn kia nguyên đàn quận chúa đâu? Chỉ tiếc, kỹ công tử quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng người nhà họ Hoa. Chỉ tiếc Hoa gia đại công tử sớm nói muốn nguyên đàn quận chúa. Thôi, vì đại nghiệp, điểm ấy chỉ cần nhường nhịn. Triệu Ngọc Tinh sau khi về đến nhà, mới vừa cùng phụ thân nói không có vài câu, liền gọi Triệu đại nhân quạt mấy cái cái tác. Triệu phu nhân Văn Thanh chạy đến còn không chờ bọn họ cãi lại ra cái đúng sai bên ngoài thì có người phá cửa mà vào người nhà họ hoa lấy tố giác tướng áp chế một triệu đại nhân thật viết xuống hịch văn triệu đại nhân viết xong về sau lại mệnh người đi binh bộ tìm hiểu một phen được đến tin tức làm thật kết quả hoàng thượng chỉ sợ thật không về được triệu lớn người mới miễn cưỡng nhấn xuống lo âu trong lòng ai bảo hắn bày ra như thế cái không rõ ràng nữ nhi đâu sớm biết hôm nay còn không bằng sớm bóp chết mà bây giờ triệu đại nhân cũng chỉ có thể lại quay lại mặt đi cùng kỹ gia lấy lòng ngóng nhìn giống như tuân nhuệ thượng vị lúc như thế bởi vì bán cái hòa nhã phản chiến ngược lại đến tích cực lại vì chính mình mưu đồ cái không tệ chức vị cái này toa chúng ta còn muốn tại đoan vương phủ bên trong nghỉ ngơi bao lâu ngụy diệu thấm hỏi vì không tiết lộ phong thanh bọn họ ở trong vương phủ cũng không ra ngoài đợi đến lâu, ngược lại không nói phong cảnh nhìn phát chán hay không, chủ yếu là tuân nhuệ trong mỗi ngày đều cùng nàng thân mật quấn giao. Lệch hắn giống như mảnh thú, khí lực lại lớn, lại không biết mệt mỏi giống như. Ngụy Diệu Thấm tại Quý Phi trên giường đều gọi hắn làm khóc hai lần. Ngụy Diệu Thấm cũng không biết mình vì sao trở nên dạng này yếu ớt, tóm lại là có chút tính tình muốn phát phát. Ngụy Diệu Thấm nhất chân đạp hạ tuân nhuệ. Lại bởi vì không xỏ giày vớ, giống như là dùng mũi chân nhẹ nhàng câu hạ hắn. Tuân Nhuệ quay người một thanh bắt được cổ chân của nàng, trầm giọng nói. Diệu Diệu không ở lại được nữa. Ta nghĩ đi trên núi. Ngụy Diệu thấm vốn là muốn lung tung trâu cái cớ, nhưng nói đến đây, nàng bản thân lại ngừng tạm, sau đó nghiêng đầu dựa vào gối dựa, mặc cho Tuân Nhuệ đem hơn phân nửa nàng đều ôm ở trong ngực. Ngụy Diệu thấm nói. Ta nghĩ đi trong chùa miếu, bái cúi đầu nàng nhìn xem tuân nhuệ hỏi cầu đứa bé nàng tách ra tách ra ngón tay cố ý hỏi hắn một nữ hài nhi một cái nam hài nhi có được hay không tuân nhuệ quả nhiên lập tức giống như là kinh trụ cả người cứng ở nơi đó khuôn mặt kéo căng bắp thịt cả người cũng kéo căng quá chặt chẽ nửa ngày mới chậm rãi đã tỉnh hồn lại đem ngụy diệu thấm ôm càng chặt hơn hắn nói được ngừng tạm lại nói ngày mai liền đi ngụy diệu thấm nói xong ngày hôm đó rạng sáng trong kinh lại lặng yên không một tiếng động mở một trận sát giới người nhà họ hoa cùng người nhà họ kỹ toàn bộ bị một mẻ hốt gọn trừ ngoài ra còn có còn lại ở kinh thành làm loạn ý đồ lần nữa lật đổ đại tấn vương triều đều bị bắt rồi triệu gia bị lưu tại cuối cùng hoàng thượng phân phó cái này người nhà đem hoàng hậu nương nương đắc tội đến kịch liệt người dẫn đầu kia nặng nề cười một tiếng những người còn lại hiểu được, ứng tiếng. Ngôn ngôn triệu gia người cứ như vậy bị một trận kịch liệt, phanh phanh, tiếng đập cửa đánh thức. Ai dám ở triệu ngoài cửa phủ nháo sự? Đến tìm các ngươi triệu đại nhân. Người dẫn đầu trầm giọng nói. Hắn là tuân nhuệ người thân một trong, thần sắc lạnh lẽo, rất có tuân nhuệ mấy phần tư thế. Người gác cổng không tự giác trùng mình, còn muốn nói gì, lập tức đã nhìn thấy trên ván cửa chiếu ra đao quang tâm hắn nhảy một cái, không dám nói một lời, vội vàng tránh ra đi. Đoàn người này xông vào lúc, người triệu gia xuyên áo mỏng liền thông vội vàng đứng dậy. Cô nương, cô nương mau tỉnh lại, bên ngoài xảy ra vấn đề rồi. Triệu Ngọc Tinh cảm thấy phẫn nộ cực kỳ. Ai dám đến triệu gia nháo sự? Bọn họ không biết được triệu gia chẳng mấy chốc sẽ cùng kỹ gia kết thân nhà sao? Lại chờ xem, chờ lấy kỹ tướng quân đại sự định. Triệu Ngọc Tinh còn ở trong lòng phẫn quốc đâu, mấy cái bà tử vào cửa đến, trên mặt viết hoảng sợ các nàng, dĩ nhiên xông lên đem Triệu Ngọc Tinh áp ra ngoài. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi điên rồi. Lớn mật. Các ngươi những nô tài này. Bà tử trong miệng run rẩy nói. Không trách chúng ta a à cô nương, quý nhân phân phó, quý người cầm trong tay đau đâu. Cái gì quý nhân? Triệu Ngọc Tinh mặt kéo một phát, còn muốn khiển trách mắng các nàng, nhưng là bị một cái bà tử hung hăng hướng trên mặt đất một quăng, nàng liền mặt chạm đất, ngã xuống. các ngươi bọn này cẩu nô tài, đợi ngày sau ta được thế, nhất định phải đem các ngươi chém thành muôn mảnh. triệu cô nương muốn đem ai chém thành muôn mảnh a? À? người dẫn đầu thanh âm lạnh như băng ở dưới bóng đêm vang lên, làm cho lòng người ngọn nguồn rụt rè. triệu ngọc tinh lúc này mới tỉnh táo chút, nàng run lập cập, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, hỏi ngươi là ai? Các ngươi có biết? Có biết ta là ai vị hôn thê? Người dẫn đầu gật đầu nói. Biết, Kỷ Thành. Vậy các ngươi còn không? Kỷ Thành rắp tâm hại người, ý đồ mưu phản, đã bị giải quyết tại chỗ. Ngươi làm Kỷ Thành vị hôn thê, lại cùng hắn thông đồng đứng lên, phụ thân ngươi vì giúp đỡ tại hai người các ngươi, còn bí mật viết xuống một thiên hịch văn. Triệu Ngọc Tinh ngây dại, lẩm bẩm nói không có khả năng, không có khả năng. Bọn họ vừa mới định ra kế hoạch không bao lâu, làm sao lại có người tới cửa đến bắt bọn họ đây? Kỷ công tử lại làm sao lại chết đâu? Triệu đại nhân trước hết nhất kịp phản ứng. Hắn mặt xám như tro, rất nhanh đoán được tân đế chỉ sợ không chết. Là, hắn sớm nên phát giác được. Hoàng đế tại biên quan tin tức, sao có thể tùy tiện từ binh bộ kiểm tra đối chiếu sự thật đến thật giả đâu? cái này chỉ sợ là vị kia một cái bẫy, bắt chính là những cái kia ý đồ mưu phản người, người ta liền đợi đến một mẻ hốt gọn đâu, buồn cười nữ nhi của hắn còn không ngừng tới nhảy vào. Tha mạng A, à, Hoàng thượng tha mạng. Ta cũng là bởi vì tiểu nữ tính mệnh bị kia kỹ thành hiếp bách, mới sẽ làm ra bực này đại nghịch bất đạo hành vi. Triệu Ngọc Tinh cái nào sẽ nghĩ tới, mình Hoàng hậu mộng còn chưa làm mấy ngày đâu, cứ như vậy. Nàng kiệt lực ngẩng đầu, đã thấy người dẫn đầu kia móc móc lỗ tai nói Triệu đại nhân nói với ta những này làm cái gì Thịt văn đã đã tìm được Kỹ gia lưu cho tính vật của các ngươi cũng tìm được Đã là tử tội Không không, ta trung thành với hoàng thượng Coi là thật không hài lòng Tất cả đều là ta nữ nhi này sai lầm Triệu đại nhân bối rối đến cực điểm Vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ Người dẫn đầu khẽ cười một tiếng nói là ngươi nữ nhi này sai lầm cũng là không tính sai biết thật là trách nàng từ vừa mới bắt đầu liền tự cho là đúng dám tại hoàng hậu nương nương huên hoang sau đó còn không hối cãi cùng người đạo ngóng nhìn hoàng hậu nương nương chết ở biên thành chính là chết nàng 10 cái cũng bù không được một cái hoàng hậu nương nương a hôm nay không có lập tức đem nàng ngủ mã phanh thay đã là thiện đối đãi các ngươi triệu gia triệu đại nhân cổ họng nghẹn lại sắc mặt hoảng sợ tuyệt vọng, lại nói không ra lời. Là hắn biết, là hắn biết nữ nhi đắc tội hoàng hậu, tất nhiên đưa tới đại họa. Triệu đại nhân đột nhiên tránh thoát trói buộc, xông lên tác triệu ngọc tinh mấy cái cái tác, đối nàng lại đá lại đánh. Triệu ngọc tinh còn không dám tiếp nhận hiện thực này, trong miệng nàng nghẹn ngào một bên khóc, một bên đẩy triệu đại nhân, một bên hô. Không có khả năng, gạt ta, hoàng thượng không phải bị thương nặng. Các ngươi gạt ta. Các ngươi có phải hay không người nhà họ Hoa? Lại tới áp chế phụ thân ta là không phải. Kỷ Thành đâu? Ta muốn gặp Kỷ Thành. Người dẫn đầu mặt lộ vẻ ghét sắc, lười nhắc lại cùng nàng nhiều lời. Đều mang xuống, mang xuống đi. Hoàng thượng nói, viết thịt văn giết. Cái khác giữ lại xung quân biên tái đi. Giết không có ý nghĩa, muốn chết không xong mới tốt. Triệu Ngọc Tinh đột nhiên nghe thấy câu nói này càng ra sức giải dụa, nàng mở to mắt, liều mạng hô. Không, không thành. Không bằng giết ta. Muốn nàng không làm quý nữ, muốn nàng mất vinh hoa phú quý, mất người bên ngoài truy phủng. Muốn nàng xuyên vải thô áo gai, đi biên tái chịu đựng gió táp mưa xa, chịu đựng một đường gian nan. Mà ngụy Diệu thấm lại còn rất tốt còn sống, còn vẫn như cũ làm nàng hoàng hậu độc chiếm thánh sủng, vậy còn không như bảo nàng chết tốt. Kéo xuống a à. triệu ngọc tinh vừa vội lại sợ nàng hét lên một tiếng ngụy diệu thấm đoan vương phủ bên trong ngụy diệu thấm lười biến trở mình nhắm mắt lại ngủ tiếp chờ đến ngày thứ hai tuân nhuệ quả thật bồi tiếp nàng một đường cẩn thận thì hơn núi đi ngụy diệu thấm hiếp mắt lười biến tựa ở trong ngực hắn tuy là dựa tuân nhuệ đâu nhưng nàng trên miệng vẫn là phải nói nói sớm không có nhanh như vậy liền có thai liền xem như có, nói ít cũng phải có 2 tháng 3 tháng mới đem được đi ra mạch. Tuân Nhuệ nghe chỉ coi không nghe thấy. Các loại trên triều đình biết được tân đế đã trở về, biên thành chiến sự đã bình, liền hướng bên trong ý đồ lại mưu phản người đều bị xử trí cái không còn một mảnh thời điểm, Ngụy Diệu Thấm đã bái xong Bồ Tát. Nàng đi ra ngoài, gặp Tuân Nhuệ còn đứng ở đó, không khỏi nghiêng đầu cười hỏi. Làm sao? Hoàng thượng cũng muốn bái Bồ Tát a? À? Tuân Nhuệ ngừng tạm, ứng tiếng. Ân. Ngụy Diệu thấm nói. Vậy được rồi, ngươi đi đi. Ta ở chỗ này đi lại mấy bước. Tuân Nhuệ nắm cổ tay của nàng vuốt nhẹ một chút, lúc này mới tiến vào. Ngụy Diệu thấm cảm thấy buồn cười, nhưng lại cảm thấy như vậy Tuân Nhuệ là cực đáng yêu. Hắn chẳng lẽ lại không nở, thật muốn đưa nàng treo ở bên hông tùy thời tùy chỗ mang theo mới phát giác được thỏa mãn. Ngụy Diệu thấm tại bên ngoài xoay chuyển hai vòng, tuân nhuệ tay người phía dưới đều sợ nàng đi xa đập lấy đụng, một mực cẩn thận che chở cũng ngăn đón. Ngụy Diệu thấm cảm thấy có chút không thú vị, liền lại về xoay người đi, đi tới cổng. Nàng cất bước đi vào, liền gặp cao ngất kia hiên ngang nam nhân, giờ phút này ngược lại thật sự là quỳ gối tượng Bồ Tát trước. Hắn nhắm mắt lại, đúng là có mấy phần chân thành bộ dáng. Ở kiếp trước, ta gặp Diệu Diệu một thế này mới lấy cùng dịu dịu gần nhau nhưng ta không chỉ muốn cái này hai đời ta muốn đời sau hạ đời sau đời đời kiếp kiếp đều có thể cùng dịu dịu lâu dài hắn nói ngụy dịu thấm bước chân một trận ở kiếp trước một thế này hắn cũng là trùng sinh tuân nhuệ nàng trầm thấp hô một tiếng ở kiếp trước ngươi liền gặp qua ta bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 72 Chính văn xong Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chương 72 Chính văn xong hết thảy đều nối liền lại cùng nhau. Tuân Nhuệ vì sao đời này sớm xưng đế, tại sao lại đem kiến khang đế cùng nàng cha đẻ đoan vương ở giữa gút mắt, biết được đến rõ ràng như vậy, một mạch xuyên phá đi, còn có hắn vì sao mới gặp nàng, liền ánh mắt sâu sắc, lại biết rõ nàng hết thảy yêu thích, tính nết. Ngụy Diệu thấm ngồi phát một lát giật mình. Cũng là không thể nói là khiếp sợ, dù sao nàng bản thân đều là như thế này trùng sinh. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn. Chẳng lẽ lại ở kiếp trước liền thích nàng rồi. Ngụy Diệu thấm nhất thời cảm thấy mùi vị mới phức tạp chút. Tòng Nguyễn cùng Hương Đồng còn chưa trở về, bây giờ chỉ có Cam Hoa cùng mấy tiểu cung nữ, còn có cái kia A Châu Hầu hạ nàng a châu hướng trước gót chân nàng thả một chiếc đèn nhỏ giọng hỏi muốn bắt sách cho nương nương a à? ngụy diệu thấm nghiêng đầu nhìn nàng đây cũng là tuân nhuệ dạy ngươi a châu lúng ta lúng túng ứng là ngụy diệu thấm thở dài hỏi tuân nhuệ đâu a châu lắc đầu nói nô tỳ không biết ngụy diệu thấm cảm thấy cảm thấy có mấy phần buồn cười hắn làm sao sợ gặp nàng rồi hôm đó từ trong chùa miếu chạy, thần sắc hắn rõ ràng lãnh đạm trầm ổn, cái gì cũng nhìn không ra tới. Ngụy Diệu thấm chống đỡ đầu, nghiêng nghiêng dựa vào bàn bên trên. Là bởi vì quá yêu mới có chỗ e ngại sao? Sợ cái gì? Sợ nàng giận hắn hay sao? Ngụy Diệu thấm vuốt vuốt đầu, lười biếng nói: Các ngươi ai đi gọi cái ngự y đến, ngực ta buồn bực đến hoảng tuân nhuệ lúc này ở tử lao bên trong gặp một người người này y phục còn chưa đổi vẫn như cũ là áo gấm chỉ là y phục phá cũng ô uế nhìn qua có nhiều chật vật hắn liếc thấy tuân nhuệ hoảng sợ đến bản năng lui về sau lui sau đó mới ý thức tới mình làm cái gì chuyện mất mặt vừa mới sinh sinh nhịn được hoàng thượng đến tột cùng muốn thế nào phán tội của ta vậy nhân thần sắc tiều tụy hỏi hắn trơ mắt nhìn xem người trong nhà, một cái tiếp một cái ở trước mắt chết đi, duy chỉ có hắn bị lưu lại. Phen này bị hành hạ đến, còn không bằng trực tiếp trước hết giết hắn tốt. Tuân Nhuệ lạnh như băng nhìn xem hắn, đáy lòng lệ khí càng phát ra dày đặc. Hôm đó ngươi từ tỉnh Vương Phủ vội vàng đuổi ra, dám can đảm kêu dừng xe ngựa, lại muốn cùng dịu dịu đáp lời. Ta liền muốn muốn vặn rơi đầu của ngươi. Tuân Nhuệ dứt lời, chậm rãi từ hộ vệ bên hông rút ra một cây đao. Hắn trồng mắt nói: Vặn rơi đầu của ngươi là không thành, dính máu trở về, dịu dịu nên muốn ngửi được. Nam tử dọa đến một phát ngã rầm trên mặt đất. Trên mặt đất phủ lên rơm rạ, ngã cũng không đau, nhưng hắn một trái tim đã cả kinh muốn phá vỡ lồng ngực rơi ra tới. Trước mặt tân đế, giống như yêu ma, đáng sợ, đáng sợ nguyên đàn quận chúa nhưng có biết ngươi như vậy ác tặc bộ dáng lại bởi vì ta cùng nàng dựng lời nói liền muốn giết ta hắn toàn thân đại hãn thanh âm khàn giọng không cam lòng quát tuân nhuệ nguyên bản thần sắc âm trầm giống như ác quỷ giờ phút này hắn lại ngược lại cười nàng biết được nàng gặp qua hắn giết người hắn tại trước gót chân nàng đã mất cái gì đáng sợ tuân nhuệ nói đến chỗ này còn lơ đảng lộ ra bên hông cấm bước. Khi cấm bước chính là lúc trước ngụy Diệu thấm rơi vào tỉnh Vương Phủ trong khách sảnh, nam tử trước mắt, cũng chính là hoa gia đại công tử trong mong đưa ra đầu kia cấm bước. Nam tử trừng lớn mắt, khóe mắt. Nàng như vậy nữ tử. Như thế nào? Thật coi trọng ngươi. Tuân Nhuệ trên mặt nụ cười càng sâu, hắn thưởng thức được rồi nam tử không thể tin cùng ghen ghét cùng phẫn hận, hắn vừa mới vung đao mà đi đầu của nam tử quả thật lăn xuống. Tuân Nhuệ nói, liền tha cho hắn thê nữ một mạng, xung quân Vân Châu. Còn có giam giữ lấy mấy cái kia sùng hỏa tộc nhân, giết chết Tùng Gia về sau, những người còn lại thả về sùng hỏa tộc. Hắn đã không cần lại chụp lấy tuyển Anna. Hắn không cần lại gian nan hấp thu mẹ để trên thân vậy căn bản một tia cũng không có ôn tình. Hắn không cần sùng hỏa tộc, không cần tuyển Anna, không cần khốn trong đêm tối cũ cũ độc hành, cả đời cũng không chạy khỏi yêu ma ác quỷ, bốn chữ. Hắn có dịu dịu. Tuân Nhuệ dứt lời, tiếp nhận một bên đưa tới khăn, tỉ mỉ chùi sạch tay, lại đi tắm đổi thân y phục, tịnh trên thân mùi vị. Về sau còn không quên đem nữ tử kia đeo cấm bước, lại lần nữa buộc trở lại cái hông của mình. Hắn về tới ngụy Diệu thấm cung điện bên ngoài, trong tay bưng lấy từ chùa miếu cầu đến một chi liên hoa vừa mới còn âm lãnh cường thế hoàng đế lúc này có chút do dự cái này mới chậm rãi bước vào cửa ngụy diệu thấm văn thanh vừa quay đầu nàng chỉ chỉ trong tay hắn liên hoa cho ta sao ân ừ. tuân nhuệ cất bước vào cửa phương mới nhìn rõ nàng bên cạnh có cái thái y nửa quỳ trong tay còn bày một con cái hồng thuốc tuân nhuệ mi tâm nhảy một cái lúc này bước đi lên trước lạnh giọng hỏi hoàng hậu thân thể có việc gì thái y bận bịu lau mồ hôi nơm nớp lo sợ nói không không phải đang tại đang đem mạch đâu ngụy diệu thấm giật giật tuân nhuệ ống tay áo ngươi ngược lại là đem liên hoa cho ta nha tuân nhuệ bận bịu đưa cho nàng ngụy diệu thấm nắm ở trong tay kia một hồi ta cùng ngươi nói cái bí mật tuân nhuệ sững sờ sau đó gật gật đầu kiềm chế hạ trong lòng vội vàng hiếu kỳ hắn lập tức nhìn về phía vậy quá y. Thái y bị nhìn thấy càng run run, vốn nên rất mau đưa xong mạch, quả thực là tới tới lui lui lặp lại đem nhiều lần. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Thái y rốt cục phù phù một chút triệt để quỳ đi xuống, dập đầu nói. Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Này mạch chính là là hỉ mạch. Tuân nhuệ một chút lại bị đinh trụ. Ngụy diệu thấm cũng dừng lại hẳn đến thái y cẩn thận bàn giao nên như thế nào như thế nào cẩn thận đối đãi nương nương cùng cam hoa bọn người nói một hồi lâu lời nói lại từ tuân nhuệ bên cạnh hầu từ nơi đó nhận thưởng xuống dưới tuân nhuệ cùng ngụy diệu thấm mới chậm rãi hồi thần lại đi chùa miếu là hy vọng nhưng không có nghĩ rằng thật có thể như vậy liền tới ngụy diệu thấm đi lòng vòng trong tay liên hoa lẩm bẩm nói còn thật sự là linh nghiệm bái cúi đầu thì có nàng chống đỡ cái cầm, lại lẩm bẩm nói. Nếu là cái nữ hài tử, định phải thật tốt sủng nàng, ai cũng không thể lừa nàng. Tuân Nhuệ một một ứng tiếng. Ân. Chỉ là thần sắc hắn tố đến xem uy thế dọa người, ngược lại để cho người nhìn không ra hắn đã kinh trụ còn không có chậm quá mức. Nếu là đứa bé trai, cũng muốn sủng ái, đừng gọi hắn chịu khổ. Ân. Ngụy Diệu thấm nhìn chầm chầm Tuân Nhuệ bộ dáng cẩn thận nhìn nhìn, có chút dở khóc dở cười. Nàng nhịn không được lại giật giật tay áo của hắn, hướng hắn trước mặt góp đến càng gần chút. Nàng giơ tay lên, dùng chi kia hoa sen vàng chặn hai người, nàng ghé vào lỗ tai hắn nói. Ta hiện tại cùng ngươi nói bí mật kia. Ta chỉ coi nguyên lai chỉ có một mình ta nặng sống lại. Nàng thấp giọng nói, chỉ bất quá ta đời trước sống được hồ đồ, không biết được ai lừa ta. Đời này gặp ngươi mới hiểu cái gì là thật, cái gì là giả tuân nhuệ suy nghĩ một chút rút trở về hắn nắm chặt nắm đấm không thể tin nhìn qua ngụy diệu thấm nàng cũng là nguyên lai nàng vẫn là đời trước cái kia nàng ngụy diệu thấm nói kiến khang đế là giả nguyên đàn quận chúa là giả duy có yêu mến ngụy diệu thấm tuân nhuệ mới là thật nàng nhịn không được nhẹ cười khẽ dưới hỏi hắn ngươi đời trước liền thích ta rồi sao hắn trong cổ ngạnh ở hàng giọng nói ân hắn ngày đêm đều hâm mộ hướng tới nàng lại mong mà không được trằn trọc sau đó xưng đế mấy năm cũng hàng đêm trong mộng luôn luôn nàng ngụy diệu thấm gục xuống bàn nhìn hắn nguyên lai thích hai ta thế nha khi đó ngươi làm sao khác biệt ta nói sao nàng nhịn không được cười bất quá ta khi đó sợ ngươi khi đó cũng cho là ngươi là cái ác nhân có chút đáng sợ cho nên một thế này gặp ngươi mới có thể sợ nếu là nếu là ở kiếp trước lại sớm một chút gặp ngươi có phải là sẽ sớm đi phát hiện ngươi là vô cùng tốt tuân nhuệ nghe nàng dạng này không nhanh không chậm nói đến mỗi chữ mỗi câu giống như không phải khen hắn có thế lại hình như là khen cực kỳ hắn tuân nhuệ huyết dịch khắp người một hồi ngưng kết một hồi lại phi nhanh chạy bốc lên dịu dịu hắn gọi nàng Ân hắn vượt qua bàn kia án đi vào bên cạnh của nàng đưa nàng ôm vào trong ngực cúi đầu đi hôn nàng một cái tay khác cẩn thận che lại bụng của nàng dịu 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 hắn vô số lần gọi tên của nàng như lại có đời sau ta sẽ sớm đến cùng ngươi nói tâm ta mộ dịu dịu đã có hai đời hắn nói giọng khàn khàn dịu dịu có thể có thế yêu ta một thế Ngụy Diệu Thấm nhìn qua hình dạng của hắn, ông lấy lòng bàn tay của hắn. "Ân." Nàng thấp giọng nói, "Ta bây giờ cũng thích tuân nhuệ." Nàng nói, "Yêu ma ác quỷ cũng tốt, gian ác chi đồ cũng tốt. Ta cũng thích tuân nhuệ." Hắn cắn môi của nàng, liếm hôn gặm cắn, tựa như đem nàng đều nuốt vào, cắn nát tuyên khắc, đời đời kiếp kiếp cũng không tiếp tục quên. Không biết bao lâu, trong điện mới lại vang lên Ngụy Diệu Thấm thanh âm. Tuân Nhuệ, ngươi khí lực tốt lớn, nhẹ chút, ngươi là chó sao? Ta là ngựa, là diệu diệu ngựa. Chính văn xong, tác giả có lời muốn nói. Phi ngoại là nếu trở lại đời trước chết tiết điểm, lại cùng Tuân Nhuệ gặp nhau sẽ như thế nào? Sau 5 ngày tại Uy Bộ cho nên tranh trên đầu lục, rút thưởng 1.000 nhân dân tệ, chuyển đưa đỉnh bác, bằng vào toàn văn đặt mua ghi chép tham dự rút thưởng đặc biệt phản hồi các loại càng chính bản độc giả cảm tạ cảm tạ nhìn đến đây tất cả độc giả tiểu khả ái phía trước viết không thế nào tại trạng thái tam thứ nguyên một trì hoãn liền không viết nữa rồi rất xin lỗi thật sự rất xin lỗi đằng sau xúc cảm chính ta cảm thấy là tuyệt hảo viết tình cảm kịch vượt viết vượt cảm thấy vui vẻ ta cảm thấy viên mãn ô ô ô thật sự rất thích cái này hai nhân vật là trong lòng ta tốt hy vọng mọi người cũng có cảm thấy tình cảm kịch hương hương. Hạ bản tiếp đương cổ ngôn là cái này. Ngài cảm thấy hứng thú liền đi chuyên một điểm cái cất giữ đi. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Trung niệm nguyệt xuyên thành một bản ngọc sủng cổ ngôn bên trong, thái tử nam chính biểu muội đỉnh đầu bạch liên hoa nữ phụ quan hoàng, sắp vì nam nữ chủ tình cảm thôi động kính dân ra sinh mệnh của mình. Trung niệm nguyệt thử vùng vẫy một hồi, nhưng mà nam nữ chủ chính là nhận định nàng đối với nam chính một lòng say mê không thay đổi, là hắn nhóm tình yêu trên đường chướng ngại vật. Trung niệm nguyệt. Trung niệm nguyệt. Được thôi, cầu chết nhanh. Trung niệm nguyệt bắt đầu rồi làm trời làm đất, đánh hoàng tử, đạp pháo hôi, quán hoàng thượng, có thể làm ra nàng một hàng toàn làm. Mấy tháng trôi qua. Trung niệm nguyệt. Ta làm sao trả không chết. Không chỉ có không chết, nàng còn làm hoàng hậu kinh thành đám người trời xanh không có mắt a à. sớm gỡ mình. chính phú là hoàng đế sau nữ chính lớn mười mấy tuổi phía trước hơn ba mươi năm liền chạy làm hợp cách đế vương đi lãnh khóc bạc tình bạc nghĩa nuôi hoàng tử hãy cùng nuôi trò chơi tiểu hào phế đi liền đổi gặp gỡ nữ chính mới nếm đến tình hương vị tình yêu thiết lập mười phần tô thoải mái cẩu huyết merisu bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 73 Phiên ngoại Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Chương 73 Phiên ngoại ngụy Diệu thấm hồn hồn ngạc ngạc ngồi dậy, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Mà trước gót chân nàng lại là đột nhiên nổ tung một thanh âm. Có ai không? Tới. Có ai không? Xác chết vùng dậy. Cái gì? ngụy diệu thấm chậm rãi mở mắt ra đã thấy mấy người lộn nhào chạy ngụy diệu thấm lại ngẩng đầu nhìn lại nơi này lại là một cái linh đường mà nàng nằm tại một chỗ trong quan tài đây là đây là nàng ở kiếp trước cuối cùng người chết kia biệt viện ngụy diệu thấm đứng lên mau từ trong quan tài đi ra mà những người kia sớm bị dọa đến chạy xa tiền viện bên trong đại ngụy cái cuối cùng hoàng đế quỳ xuống trước một cái nam nhân trước mặt. Bây giờ đại ngụy hoàng tộc đã bị tàn sát đến không sai biệt lắm, đều là bị trước mắt cái này như ác quỷ bình thường nam nhân đồ sát. Kiến thủy đế kém chút không kìm được liền muốn nước tiểu. Nàng. Nàng quả nhiên là chết bởi ngoài ý muốn. Kiến thủy đế há miệng run rẩy nói. Lúc này mấy cái cung nhân phi nước đại ra, kém chút bị hộ vệ một đao chém. Sát chết vùng dậy. Bọn họ hô nam nhân nhắm lại thu hút, quay đầu nhìn lại. Cái này toa ngụy diệu thấm dẫn theo váy chạy chậm đến ra. Nam nhân mắt thấy nàng càng ngày càng gần. Mặt mũi của nàng tuyết trắng, có thế dung mạo vẫn như cũ điệt lệ. Nam nhân nắm chặt trong tay trường tiên. Khi trường tiên vốn là nàng. Hắn nghĩ đến nàng đi, liền giấu trong lòng không thể nói tâm tư, tự mình lưu lại. Hôm nay đến, chính là muốn dùng nó tư sống hút chết kiến thủy đế. Hút chết sau lại ngủ mã phanh thay, băm cho chó ăn. Như thế mới tiêu mối hận trong lòng. Có thế nàng. Lại cẩn thận mà hướng hắn đi tới. Không chỉ có như thế, hắn còn nghe thấy nàng kêu một tiếng. Tuân nhuệ. Tựa như bọn họ đã quen biết, thân cận, nàng kêu cái tên đó ngàn vạn lần. Tay của hắn rung nhẹ nhẹ, cắt cao tập trung vào nàng, một khắc cũng không dám dời ánh mắt xây lên bắt đầu đế dọa đến oa oa kêu to giờ phút này cũng không ai để ý tới hắn ngụy diệu thấm cũng đang đánh giá tuân nhuệ nguyên lai like. tại nàng chết về sau tuân nhuệ là bộ dáng như vậy hắn một thân nồng đậm làm người như muốn buồn nôn tinh lực dưới mắt hơi mang theo xanh đen đáy mắt tơ máu dày đặc gương mặt tuấn mỹ bên trên tràn đầy âm lệ sát khí chân chân giống như là từ trong địa ngục đi tới ác quỷ có thế ngụy diệu thấm bây giờ nơi nào sẽ còn lại sợ hắn nàng hỏi hắn ngươi hôm qua không có nghỉ ngơi a à, làm sao vành mắt đều là đen tuân nhuệ giật mình liền tuân nhuệ sau lưng tướng sĩ hộ vệ cũng đều ngơ ngẩn tuân nhuệ kinh ngạc nói không có từ nàng về phía sau hắn một đêm cũng ngủ không được ngụy diệu thấm nói khi nên muốn mời thái y đến xem hắn cũng kinh ngạc ứng nàng là kiến thủy đế kinh hải qua đi cuối cùng nhớ ra tình cảnh của mình ngụy diệu thấm không chết không chết không chết cũng cũng tốt những ngày này hắn đã chịu đủ tuân nhuệ hành hạ kiến thủy đế vội nói diệu diệu ngươi mau cứu ta à tuân tướng quân ngươi nhìn diệu diệu không chết nàng không chết ta không có lừa ngươi thật sự ta không có giết nàng ngụy diệu thấm lại nghiêng đầu đi chán ghét nhìn hắn một cái, thống khoái nói. Giết hắn đi. Kiến thủy đế một chút ngai nhược một kê. Ngụy Diệu thấm ngẫm lại lại bồi thêm một câu. Chính là hắn tại rượu kia bên trong động tay động chân, kém chút hại chết ta. Tuân Nhuệ lập tức quay đầu, sầm sầm nhìn thoáng qua kiến thủy đế, hắn nói. Khi liền giết hắn. Kiến thủy đế nghe vậy, đầu tiên là không thể tin, sau đó khóc ngày đập đất cầu xin tha thứ đứng lên. Diệu diệu, ngươi muốn niệm một niệm tình chúng ta ngày xưa tình ý a? À? Diệu diệu ngươi tin ta. Tuân Nhuệ sợ nàng mềm lòng, liền không hề động. Mà Ngụy Diệu thấm nhưng lại hướng hắn nói. Đi thôi. Đi. Đi nơi nào? Nơi này đợi khó chịu gấp, ngươi bây giờ ở ở nơi nào? Liền đi nơi nào đi? Ngụy Diệu thấm nói. Tuân Nhuệ thân hình cứng đờ. Nàng nàng muốn cùng ta về nhà. Ngụy Diệu thấm nói, lại nhíu mày lại, nói. Ta nằm lâu chút, tay chân đều như nhũng ra. Ngươi cổng ta đi. Người bên ngoài nghe vậy, đều sợ ngây người. Nàng. Nàng có thể nào thúc đẩy bây giờ cái này trong kinh có quyền thế nhất, liền kiến thủy đế đô che lại, người người đều e ngại tuân tướng quân đâu. Tuân Nhuệ lại là thâm thâm nhìn Ngụy Diệu thấm một chút, cưỡng ép đè lại bành trướng tâm tư, tại trước gót chân nàng coi là thật không người xuống đi ngụy diệu thấm thấy thế ngược lại là suýt nửa rơi lệ bất cứ lúc nào hắn ngược lại đều là giống nhau dù là trong thế giới này lúc này nàng cùng hắn còn chưa nói qua mấy câu có thế nàng gọi hắn cổng nàng hắn liền thật loan liễu yêu ở kiếp trước tại nàng nhìn không thấy địa phương tuân nhuệ đến cùng là như thế nào tưởng niệm nàng ngụy diệu thấm gác lên lưng của hắn nắm chặt quần áo của hắn nước mắt không tự chủ rơi vào trên lưng của hắn. Tuân Nhuệ một chút lại cứng lại rồi tay chân, hắn khàn giọng hỏi. Quận chúa, vì sao khóc? Có thế là nơi nào đau? Ngụy Diệu thấm lắc đầu, nhưng lại nghĩ tới đến hắn căn bản nhìn không thấy. Nàng liền nhịn không được nói. Ngươi làm sao gọi ta quận chúa? Tuân Nhuệ trở tay vòng lấy eo của nàng, chăm chú, hắn trầm trầm nói. Khi nên như thế nào? mời quận chúa chỉ thị ngụy diệu thấm kéo hắn một cái lỗ tai tuân nhuệ thân hình càng cứng ngắc tựa như cái cổ còn có chút đỏ nàng nói gọi diệu diệu a hắn từng bước một đi được cực chậm khí lực còn là lớn như vậy đưa nàng đọc được vững vững vàng vàng không thấy chút nào mệt mỏi hắn nói không dám vừa mới kiến thủy đế cái kia cẩu vật đều dám như thế gọi ta ngươi có gì không dám Ngụy Diệu thấm góp đến thêm gần chút. Ngươi gọi tới ta nghe một chút. Một ngày này, thành tuân nhuệ cả đời này vui sướng nhất thời gian. Hắn chăm chú nhấp môi dưới, mới cẩn thận từng ly từng tí hô lên. Diệu Diệu. Ngụy Diệu thấm gật đầu, đem cái cầm tựa vào trên vai của hắn, nói. Ngươi đi nhanh chút đi, ta có chút đói bụng. Tuân Nhuệ ứng thanh. Được. Tuân Nhuệ thật đem Ngụy Diệu Thấm cổng về phủ về sau vô luận đi đến nơi nào hắn đều muốn đem ngụy diệu thấm mang tại bên người trước kia đều nói đại ngụy hoàng thất chết đến mức không thể chết thêm đám người vừa mới biết cái này nguyên đàn quận chúa dĩ nhiên rất được tuân nhuệ kia ác tặc thích tuân nhuệ không biết từ bên ngoài nghe lời gì qua mấy ngày liền không lớn mang ngụy diệu thấm cùng nhau ngụy diệu thấm hỏi hắn vì sao tuân nhuệ không nói ngụy diệu thấm đành phải xệ mặt xuống ngươi ngay cả lời cũng không chịu cùng ta nói, thôi, ta đi chính là. Tuân Nhuệ lúc này mới tiếng nói toàn sư phó nói. Ta như vậy người, ái mộ quận chúa. Ngụy Diệu thấm huyết hắn một cái. Hắn vừa mới sửa lại miệng. Ái mộ Diệu Diệu, gọi bên cạnh người biết được, cũng chỉ sẽ cảm thấy ta dơ bẩn quần. Diệu Diệu. Ngụy Diệu thấm cảm thấy khí. Mắc mớ gì đến bọn họ nếu là bọn họ nói huyên thuyên tử, giết không phải. Ngụy Diệu thấm tức giận đến từ quý phi giường bên trên xuống tới, trong phòng xoay chuyển mấy cái vòng, sau đó nhịn không được đi ra phía trước, nắm chặt tuân nhuệ vạt áo, một mực trèo ở đem hắn hướng xuống lôi kéo, ai biết người này vẫn như bàn thạch, kéo đều kéo không nổi. Nàng liền đành phải ôm lấy cổ của hắn, mượn lực nhảy một cái, cuốn lấy hắn eo. Nàng hôn một cái hắn, nói. Nơi nào dơ bẩn ta rồi. Ân. Ta nhìn tuân tướng quân môi vẫn là hương. Ngoài cửa tuân nhuệ các thân binh đều sợ ngây người. Tuân nhuệ thụ sủng nhược kinh, cũng thành cọc gỗ. Hắn một mực nâng ngụy diệu thấm eo, hô hấp dần 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 gấp rút thô trọng. Ngụy diệu thấm đều phát giác được hắn tình động, lệch hắn nhịn được. Hắn một mực đưa nàng ôm vào trong ngực, hồi lâu mới trầm thấp ứng tiếng. Ân. Bắt bắt, sau đó, Tuân Nhuệ ngược lại cũng không nghe bên ngoài người nghị luận như thế nào. Ngụy Diệu thấm lại bí mật liên hệ đoan vương phủ người, dần dần, nguyện ý quy thuận Tuân Nhuệ nhiều người đứng lên, trong kinh hướng gió dần dần đại biến bộ dáng. Hắn bí mật chuẩn bị hôn lễ, lại lại không dám thật đem người lấy tới trong hôn lễ đi, đành phải ngày ngày nhìn xuống đi. Đại hắn đăng cơ hôm đó, gọi người cùng nhau chuẩn bị áo cưới, nhưng như cũ không dám đưa đến Ngụy Diệu thấm trước mặt. Ngụy Diệu Thấm trong lòng thở dài. Ở kiếp trước hắn là như thế nào ẩn nhẫn a? Ngụy Diệu Thấm chỉ tốt chính mình đi mặc vào, các loại đến canh giờ không sai biệt lắm. Nàng vừa rồi gọi người đưa nàng đến Tuân Nhụy trước mặt đi. Nàng đứng ở ngoài cửa gọi. Tuân tướng quân. Thay đổi Long bào Tuân Nhụy xoay người lại, nhìn thấy liền hắn ngày đêm mơ tưởng, lại không dám tới liều Diệu Diệu, lấy một thân hồng trang nhẹ vẽ lông mày điểm môi đẹp đến mức không gì sánh được, hướng hắn đi tới. Nàng đưa tay, bấm ngón tay hướng hắn ngoắc ngoắc. Nàng nói, ta đi không được rồi, còn xin tuân tướng quân một hồi cũng cổng ta đi. Ông cũng là đi. Tuân nhuệ âm trầm cho một chút xíu vỡ ra tới. Tâm hắn hạ mừng rỡ như điên, liền sau một khắc chết giống như cũng đáng giá. Không, hắn sau một khắc không thể chết. Hắn muốn đi nắm chặt tay của nàng hắn muốn cổng nàng, ôm nàng. Tuân Nhuệ từng bước một hướng nàng đi đến, đưa nàng bế lên. Giống như đời thứ hai đồng dạng. Hắn vẫn là đưa nàng mang tới mình đăng cơ đại điển. Vô số người quỳ rạp xuống bọn họ trước mặt, cao giọng hô quát, vạn tuế. Bố cáo dáng đầy thiên hạ, cáo tri tất cả mọi người, nàng thành thê tử của hắn. Hai người tại cao giai bên trên dắt tay nhìn nhau, đi đến nghi thức, vừa mới vào động phòng hồi cung điện lúc, hay là hắn ôm nàng trở về. Nàng tựa ở trong ngực của hắn, chủ động ôm lấy cổ của hắn, hôn lấy hạ môi của hắn. Nam nhân cái này mới rốt cục khắc chế không được, hắn dùng cặp kia lộ ra lạnh như băng trong mắt nóng bỏng nhìn chăm chú lên nàng, đưa nàng đặt ở trên giường, bởi vì khí lực quá lớn, lại là sinh sinh đem sim y của nàng xé rách. Hắn hôn lấy nàng. Dùng sức, hung mảnh. Hắn nhẹ nhàng đóng hạ mắt, lại mở ra đáy mắt chỉ có rất nhỏ biến hóa. Ngụy Diệu Thấm đã nhận ra biến hóa, nàng khẽ giật mình, vỗ về chơi đùa lấy mặt mày của hắn, hỏi. Là cái nào tuân nhuệ? Nam nhân eo hữu lực, hắn đưa nàng ôm, cứ như vậy trong điện đi tới đi lui cũng không thấy ngừng hạ động tác. Những ký ức này khép lại đến một chỗ. Hắn trong mắt đại hỏa càng thêm tràn đầy. Hắn nói. Một thế này, đời sau. Cái nào một thế đều là ta." Hắn nói, cắn hạ vành tai của nàng, đem bờ eo của nàng hướng trên thân ép càng chặt hơn. Ngụy Diệu thấm không tự chủ chảy xuống một giọt nước mắt đến, kêu lên một tiếng đau đớn, lại đá đá hắn, lại đá cái không. Nàng mắng, "Vậy ngươi ăn mình cái gì dám? Như thế dùng sức làm cái gì?" Hắn không đáp, chỉ càng dùng sức hôn môi của nàng. Nàng viên mãn hắn hai đời, lại không nửa phần tiếc núi làm ngụy diệu thấm lại mở mắt ra đã là về tới quen thuộc trong điện nàng ngồi xuống liền gặp tuân nhuệ cũng tỉnh hắn ngồi ở trên giường gấp nhìn chằm chằm nàng giống như là sợ nàng chạy là mộng hay là thật ngụy diệu thấm cũng không biết là đang hỏi hắn vẫn là ở hỏi mình tuân nhuệ nói có lẽ là mộng hắn nói ta cũng mộng thấy hắn dứt lời vươn tay ra lại đem ngụy diệu thấm bế lên ngụy diệu thấm tức giận đến cắn hắn một ngụm bảo ngươi nhẹ chút còn không nhẹ lúc này có cung nhân cẩn thận từng ly từng tí tại bên ngoài nói hoàng thượng nương nương tiểu hoàng tử vừa khóc ngụy diệu thấm chống đỡ cái cằm lệch ra đổ xuống dựa vào gối dựa nàng cười híp mắt nhìn qua hắn đi thôi hoàng thượng đi hống a à. tuân nhuệ ứng tiếng lại là cuối người lại hôn nàng một chút lại cắn cắn cầm của nàng, vành tai, vừa mới đi. Ngụy Diệu thấm ở phía sau mắng câu. Tuân Nhuệ là chó sao? Hắn cũng quyền đương không nghe thấy. Ngụy Diệu thấm liếm liếm môi. Tuân Nhuệ quay đầu nhìn nàng một chút, đèn đuốc rã rời chỗ, nàng ở nơi đó, sẽ không còn thay đổi. Tấn cùng 11 năm. Lại là các quốc gia các tộc triều bái tướng chút. Hoàng hậu nương nương lại sinh hạ một vị công chúa nhỏ thường gia cô nương không bây giờ nàng đã là lý gia phu nhân nàng đi trong cung có người sau lưng cùng lên đến giọng điệu lấy lòng nói ngài vi nương nương chuẩn bị lễ vật gì đâu lý phu nhân thản nhiên nói còn chỉ điểm sau lưng người kia hai câu người kia một chút như nhặt được chí bảo đối nàng càng là tôn sùng truy phủng lúc này bên kia cũng náo nhiệt chút tương tự có người giống như nàng bị vây lại lý phu nhân quay đầu nhìn lại liền thấy là đổ thị. Nàng bây giờ thân có cáo mệnh, đến hoàng hậu nương nương trong nom dù chưa tái giá, nhưng con trai lại tiền đồ cực kỳ, mình ở kinh thành cũng được người tôn kính. Đổ gia hận không thể đưa nàng cúng bái. Lý phu nhân nghĩ tới đây, không khỏi bật cười. Mình sao lại không phải đâu. Từ đại ngụy lúc, cho tới bây giờ đại tấn lúc, đều đi theo nương nương sau lưng lấy lòng lấy lòng, bày ra lấy chân tình người, về sau đều phải vô số chỗ tốt, địa vị liên tục tăng lên. Nàng liền một người trong đó. Nhớ nàng lần thứ nhất tại nương nương trước mặt lấy lòng lúc, nàng vẫn là thường gia cô nương, không nhận người bên ngoài chào đón, chú ý, tỷ tỷ so với nàng càng đến trưởng bối thích. Về sau đại ngụy không có, tỷ muội còn mỉa mai nàng leo lên nguyên đàn quận chúa cành cây cao cũng vô dụng. Nhưng hôm nay đâu? Lý phu nhân âm thầm cười một tiếng, hướng phía trước nhìn lại. Bây giờ trong triều có một vị diêm tướng quân, cũng nhiều một cái mới tỉnh vương. Duy chỉ có hoàng thượng trong hậu cung, chỉ một vị hoàng hậu nương nương. Hiện nay người bên ngoài muốn lại lấy lòng nương nương, lại là khó được pháp. Duy chỉ có bọn họ những người này còn có thế chen mồm vào được. Chờ đến nâng yến đại điện bên ngoài. Lý phu nhân trong lúc rảnh rỗi, bốn phía liếc nhìn. Lại là quét gặp xa như vậy phương, hoàng thượng xe vô đứng tại nửa đường hoàng hậu nương nương đi xuống tự hồ xoay người tự mình nhặt thứ gì đi lập tức hoàng thượng cũng xuống xe liễn đi đến phía sau của nàng một tay đi vớt bờ eo của nàng đồng thời cũng xoay người cúi đầu hôn lấy hạ lỗ tai của nàng thật tốt lý phu nhân nhịn không được yêu thích và ngưỡng mộ nghĩ các nàng mặc dù đều phải địa vị phú quý nhưng duy chỉ có nương nương còn phải như vậy đối ngoại ngoan lệ duy chỉ có đối nàng thâm tình hoàng thượng mặt trời chiều ngã về tây hào quang choàng bọn họ một thân trong điện tấu nhạc lên không bao lâu tấu một khúc cầu hoàng bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video